Chào mọi người nha. Video này em có giới thiệu một cái bơm nước khá là đẹp nha. Này thì mọi người chỉ cần về vệ sinh ra khá là đẹp, như máy mới luôn, chạy xăng nha. Nhớ chỗ này chạy nhau. Đây là công tắc EM15 nha. Rồi là khá là mới luôn, tuyệt mới luôn. Con này là 3,6 HP hay sao? Này như ba ngựa sao mùi. Đây rất là đẹp. Này nó nhích nhẹ nhẹ mọi người, nó hơi cứng, như là cứng vô lăng hay sao, cứng vô lăng bơm hay sao. Mọi người về mở ra xem ha, máy thì khá là đẹp, nhưng mà tại vì cái này thì em đem ra cho mấy lính ngồi kho thì nó ví dụ như làm nổ thì được, cho con em thì em không có chuyên môn, em không có làm, em không phải thợ sửa mấy cái thứ này, không phải thợ sửa cho mấy cái thứ này. Trong này nếu nó còn ít xanh trong này sao mọi người lắc nghe tiếng xanh đó, mọi người lắc nghe tiếng xanh, con này như đang dùng á. Ok, tình trạng em nói rồi thì con này để cho mọi người ha. Nha mọi người, con này 1 triệu nha, 1 triệu nha mọi người, giá quá tốt đó. Mọi người nghe kỹ nha, rồi mua ha, chứ đừng có xả tua. Em nghĩ con này về thì và sinh ra thì rất cực kỳ đẹp luôn, siêu đẹp luôn. Nhắc lại giá nó là 1 triệu nha mọi người, 1 triệu ha. Robin nha, Robin của Nhật nha. Dòng Robin là rất là sản xuất máy bơm nước rất là nhiều. Số điện thoại thì ở bên dưới phần mô tả với cái tiêu đề là có số điện thoại của em nha, có thể kết bạn Zalo nữa. Con này giá 1 triệu nha mọi người, con này nặng chắc cũng 2 mấy ký, không có bao ship nha, 1 triệu là giá hữu nghị.